Theo một nghiên cứu của Đại học Chile, bãi muối Atacama của Chile đang chìm với tốc độ từ 1 cho đến 2 cm mỗi năm do hoạt động khai thác nước muối lithium. Giới chuyên gia lo ngại phương pháp khai thác lithium từ nước muối ở sa mạc Atacama sẽ đe dọa đến sự sống ở nơi này và khi làm bốc hơi hàng tấn nước ở mỗi trong khi nơi khô cằn nhất trên thế giới cũng như trên trái đất. Tại Chile, lithium được sản xuất thông qua quá trình bay hơi nước muối trong ao hoặc hồ chứa đầy nước được bơm từ bên dưới các bãi muối, chủ yếu từ sa mạc muối Atacama. Cộng đồng bản địa xung quanh Atacama lo ngại rằng hoạt động khai thác có thể làm cạn kiệt nguồn nước ngọt khan hiếm và nước muối giàu lithium. Các nhà hoạt động vì môi trường đưa ra cảnh báo việc khai thác lithium ở sa mạc Atacama sẽ tác động đến hệ sinh thái dễ bị tổn thương tại đây. Các cơ quan môi trường đã buộc tội hai nhà sản xuất lithium ở Chile là SQM và Albemarle về những hành vi bất thường có thể xảy ra khi khai thác nước muối. Một kết quả nghiên cứu được công bố năm 2019 cảnh báo, quy trình sản xuất sử dụng nhiều nước ở sa mạc Atacama đã làm gia tăng mối lo ngại về nguy cơ gián đoạn thủy văn các nguồn nước tự nhiên ở khu vực có lượng mưa tối thiểu. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng những tác động đối với môi trường bao gồm suy thoái thảm thực vật bề mặt, tăng nhiệt độ bề mặt ban ngày và giảm độ ẩm của đất.